Nả, âm Hán Việt là ná, với nghĩa là nào? Bao gồm bộ khẩu, bộ đao, bộ nhị và bộ liễu. Hỏi thì phải mở mồm ra hỏi, đưa tiền cho hai người đang ngồi bên gốc liễu. Bạn là người nước nào? Nǐ shì nǎ guó rén? Nǐ shì nǎ guó rén? Guó, 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 guó âm Hán Việt là quốc, mang nghĩa là nước hoặc là quốc gia. Guó bao gồm bộ vi và bên trong bộ vi là chữ ngọc. Trong bức tường thành mà có ngọc tỷ thì gọi là quốc gia. Bạn là người Trung Quốc phải không? Nǐ shì Trung Quốc rén ma? Nǐ shì Trung Quốc rén ma? Rén, 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 rén âm Hán Việt là nhân, mang nghĩa là người, bao gồm nét phẩy bên tay trái và nét mác bên tay phải. Tưởng tượng trên là đầu, dưới là hai cái chân đang bước đi. Người này là ai? Chư cơ rén shì shế? Chư cơ rén shì shế? Shì, shì, shì. Âm Hán Việt là thị, mang nghĩa là, bao gồm bộ nhật, ngày và bên dưới là bộ sơ. Ngày nào cũng phải chạy việc là đương nhiên. Tôi là giáo viên. 我是老师. 我是老师. Yue Nan. Yue Nan. Yue Nan. Yue Nan, âm Hán Việt là Việt Nam và nghĩa cũng là Việt Nam. Yue bao gồm bộ tổng, mang nghĩa là đi, bộ Việt. Người Việt từ ngày xưa đã phải đi bộ và dùng rìu để khai phá đất hoang, tạo thành đất nước Việt Nam. Nán, trên bao gồm bộ thập, dưới là bộ quinh. Bên trong này gần giống như chữ dương, con dê. Mười người đó đi về khu vực biên giới phía Nam để nuôi dê. Tôi là người Việt Nam. 我是越南人. 我是越南人. Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc, âm Hán Việt là Trung Quốc, nghĩa tiếng Việt cũng là Trung Quốc. Trung mang nghĩa là trung tâm. Người Trung Quốc tự coi đất nước của họ là trung tâm của vũ trụ, nên đặt tên nước là Trung Quốc. Viết hình chữ nhật và kẻ dọc xuống ở giữa. Của bên ngoài là bộ vi, bên trong là chữ ngọc. Trong bức tường thành có ngọc tỷ thì đó là quốc gia. Anh ta đi Trung Quốc du học. Tha qu Trung Quốc liều xuế. Tha qu Trung Quốc liều xuế. Mỹ Quốc. Mỹ Quốc. Mỹ Quốc. Âm Hán Việt là Mỹ Quốc, nghĩa là nước Mỹ. Mỹ. Trên là bộ dương, con dê. Dưới là chữ đại, to lớn. Con dê to tức là con dê đẹp. Của trong từ Trung Quốc. Điền Phương không phải là người Mỹ. Tiền Phương bú sư mẹ của rần. Tiền Phương bú sư mẹ của rần. Anh Quốc. Anh Quốc. Anh Quốc. Âm Hán Việt là Anh Quốc, mà nghĩa là nước Anh. Anh gồm bộ thảo đầu và bên dưới là chữ ương. Từ một người làm ruộng mà được vào trung ương thì rất giỏi. Của bên ngoài bộ vi, bên trong chữ ngọc. Cô ấy không phải người Anh. Tha bú sư in của rần. Tha bú sư in của rần. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Âm Hán Việt là Hàn Quốc và nghĩa cũng là Hàn Quốc. Hán là, âm Hán Việt là Hàn, bao gồm chữ thập, dưới là bộ nhật, ngày và dưới lại là một chữ thập. Và bên tay phải nó là bộ vi. Hàn Quốc rất lạnh, có 20 ngày mặc áo khoác da. Của trong từ Trung Quốc. Tôi là người Hàn Quốc. 我是韩国人. 我是韩国人. Nhật Bản. Nhật Bản. Nhật Bản.
Âm hán viên là Nhật Bản và nghĩa cũng là Nhật Bản. Rì, bộ Nhật, nghĩa là mặt trời, giống như cái cửa sổ có ánh nắng chiếu vào. Bẩn, âm hán viên là bản, gồm bộ mộc và chữ nhất. Cái cây gạch bên dưới ý chỉ phần gốc rễ. Tôi đi Nhật. Ủa chui Nhật Bản. Ủa chui Nhật Bản. Hồ Chí Minh Sư. Hồ Chí Minh Sư. Hồ Chí Minh Sư. Âm Hán Việt là Hồ Chí Minh Thị, nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa tại Hồ Chí Minh Sư. Ủa tại Hồ Chí Minh Sư. Từ hú. Mạng. Từ hú gồm chữ thập, bộ khẩu, bộ nguyệt. 10 người đi cả tháng mới đến được nơi đó thì nơi đó rất là xa xôi. Từ chữ chính là chữ chí. Trên là bộ sĩ, dưới là bộ tâm. Người có quyết tâm để làm quan là người có chí. Mình, ở bên là Minh, gồm bộ nhật và bộ nguyệt. Cả mặt trời và mặt trăng thì rất sáng. Sử chính là chữ thị. Trên là chấm đầu, dưới là bộ cân. Tài chiến. Âm Hán Việt là tái kiến, với nghĩa là tạm biệt. Tài trên là nhất, dưới là quynh, bên trong là thổ. Anh ta cứ đi lại giữa các vùng đất khác nhau. Chiến trên là bộ quynh, dưới là bộ nhi. Một đứa bé đang đội mũ đi gặp ai đó. Được rồi, tạm biệt. Hào tờ, trái chiến. Hào tờ, trái chiến. Hậu thiên. Hậu thiên. Hậu thiên. Âm Hán Việt là hậu thiên, mang nghĩa là ngày kia. Hậu bao gồm bộ xưởng nhất và bộ khẩu. Trong xưởng luôn có một người đứng sau quản lý chúng ta. Thiên chính là trời, bao gồm nhất và dưới là chữ đại. Con người dù to lớn thế nào thì cũng đứng dưới trời. Ngày kia gặp lại. Hậu thiên chiến. Hậu thiên chiến.